Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Edit Kenico lén la lén lúc cầm lấy di động, chụp tự sướng, đem màn hình điện thoại ngắm ảnh của cô cùng người đàn ông đang ngủ say, rắn rắc âm thanh chụp ảnh của máy vang lên, cô lập tức hoảng sợ, đáng chết, quên tỉnh tâm lại, cô vội vàng quay đầu lại nhìn anh, anh nhíu mày nâng tay lên dụi mắt, mắt buồn ngủ mông lung nhìn cô, Edit Kewi bảo bối, sớm a, à, cô sợ ngay người, nhìn di động còn đang ở trong tay anh a à. anh nhìn cô đột nhiên khóe miệng cong lên một chút tâm của cô đang rối loại bang bang loạn đập trời ạ à, nguyên lại anh ấy cười lên lại mê người như vậy đêm qua thời điểm anh trở về e còn đang ngủ ca ngồi dậy nắm sớm ngoài cửa chiếu lên thân thể trần trụi của hắn cô làm bộ như thẹn thùng ông mặt to gan theo khe hở tay nhìn lén cơ ngực và cơ bụng của anh thật xin lỗi cô lắp bắp lên tiếng trả lời nên nói xin lỗi là anh thật xin lỗi Mấy ngày nay cả đội muốn ra nước ngoài tham gia trận đấu, cho nên gần đây anh cùng đội hữu đều phải điều chỉnh thêm giờ huấn luyện. Ca từ tủ quần áo tùy tiện cầm một bộ đồ mặc trên người. Edith, Kenya, không, không anh không cần phải nói với em lời xin lỗi, là em, em không cảm thấy anh có lỗi với em. Cô với tay bắt lấy chiếc điện thoại trên giường giấu sau người, vội vội vàng vàng vàng, vàng nói với ca, hắn không trả lời lại cô xỏ thêm một chiếc quần ở nhà rồi đi ra cửa phòng ông xã đối với cô không phải thật nhiệt tình cô nhìn ảnh chụp trên điện thoại lầm bầm thời điểm thay quần áo trong lúc vô tình đụng phải ngực đau quá cô cúi đầu vừa thấy núm vú hồng hồng giống như bị rách da cô nhìn bộ ngực thông qua cổ bộ áo ngủ không hiểu ra sao thì bị anh ca chớ gì nửa kiết, rửa mặt xong cô mộ bên vừa cầm khăn lông lau tóc vừa đi ra phòng ngủ ca gặp cô đi ra anh đang tiến vào phòng bếp mang bữa sáng bưng đi ra, cô cảm thấy ông xã nhà mình trừ bỏ đối với cô không nhiệt tình bên ngoài ra thì cái gì cũng tốt. Buổi sáng rời giường sẽ làm bữa sang cho cô ăn, để kỳ sinh lý của cô đề đặc biệt đau thì ông xã đều nấu nước đường đỏ cho cô uống, mỗi lần đi thi đấu từ các nơi về đều mua lễ vật cho cô. Kỳ thật cô nên cảm giác thấy đủ và thỏa mãn đi. Edit Kenny, suy nghĩ cái gì không? Không có gì, cô ảo não đem suy nghĩ trong đầu dừng lại, tiếp nhận sữa của ông xã đem cho thần, đem sữa uống hết, rồi ăn thêm cả khối bánh này, ca đem bánh yến mạch dơ lên đút bên miệng cô, cô ngơ ngác cắn một ngụm, ăn ngon sao? Hắn nhìn bộ dạng cau mày của cô rồi hỏi, ăn ngon, cô trái lương tâm trả lời ông xã, để anh nếm xem nào, nói xong, hắn đem miếng bánh ta cắn qua nuốt một ngụm vào bụng, sau đó dùng ngón tay chọc chọ vào má cô, anh muốn đến phòng huấn luyện, buổi tối không cần chờ anh, nói xong. Hắn chụp vào chiếc áo khoác chuẩn bị đi ra cửa, cái kia ẩn hắn mặc áo khoác lôi khóa khoá kéo, gương mắt nhìn cô, buổi tối em có thể về nhà bên kia được không? Ý em là về nhà của em, nhà của ba mẹ mặt hắn không chút thay đổi nhìn cô, chờ đợi giải thích, buổi tối cùng bạn bè cũ tụ họp gần tại nhà của em, em nghĩ tụ họp xong về nhà e thì sẽ thuận tiện hơn. Nhìn vẻ mặt của hắn không được tốt lắm. Nên âm thanh của công lúc càng nhỏ lại, nơi này là nhà của em, hắn lại nhìn cô liếc mắt một cái, thanh âm rầu rĩ, sau đó xoay người đi dậy vào rồi đi, hắn giống như đang mất hứng, cô đứng ở tại chỗ, không biết làm sao. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.